về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà chẳng rơi. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, cây em xa của vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương tiếc ta mong chờ, một nhịp cầu duyên nơi qua đôi bờ. Và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay chúng ta đang được thưởng thức chất âm cực kỳ là ngọt ngào và uy lực mạnh mẽ của cặp loa JBL Modern CF120 có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Với cấu hình của cặp loa còn tuyệt đẹp và sang trọng, sở hữu chất âm của giới sành chơi và sành nghe nhất. Trong đoạn clip này thì chúng ta thấy được rằng với những bản nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh, và chúng ta có thể thấy được rằng sự thể hiện mềm mại và ngọt ngào chi tiết đến từng nốt nhạc của cặp loa JBL Modern CF120 và kèm theo uy lực mạnh mẽ, chúng ta có thể thấy được rằng một tuyệt phẩm nghe nhạc hoàn toàn xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo. Trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cho cấu hình của cặp loa này là nguyên một bộ rè bao với thương hiệu Notte được Hàn Quốc sản xuất cho khu vực của Mỹ, Hàn Quốc cũng như là khu vực phía châu Âu. Sở hữu hai dòng điện 110 và 220V và sự thể hiện, và đồng thời chúng ta còn thấy được rằng đây là một trong những cấu hình cực kỳ là sang trọng. Và trong đoạn clip này thì chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình mà tôi đang phối ghép trước máy quay và quay trở lại với cặp JBL CF120 được trang bị phần thùng cao tới 80cm và ngang tới 43, hậu sâu tới 38cm. Trên cặp loa có công suất ở ngưỡng 500W trung bình và độ nhạy cao 96dB trên trở kháng 8 ohm. Mời anh em cùng ngắm nhìn lại cấu hình mà tôi đang phối ghép trước máy quay. Với phần thùng gỗ màu đen rất là sang trọng và phía trước được trang bị màu ghi xám, thể hiện bằng chúng ta có thể thấy được rằng nó tương tự như là phần mặt tráng men với các cái vân nổi bật trên phần mặt loa, rất là sang trọng của cặp JBL. Chúng ta quan sát về phần thông số model JBL CF120 3-way được trang bị bát súp 30, độ nhạy 96dB trên trở kháng 8 ohm và được hiển thị ngay biểu đồ của giải tần về phía trước mặt loa, có xuất xứ đến từ California, USA. Với trang bị một bát súp siêu trầm đường kính 30cm, xương đúc và cái nam châm từ rất lớn, hai ống hơi phía sau lưng. Với đặc trưng của dòng hoa này thì chúng ta có thể thấy được rằng tiếng trầm của nó xuống rất sâu và nó rất là mềm, hoàn toàn sẽ không bị mệt tai khi thưởng thức ở chế độ lớn. Và khi mở chế độ nhỏ, quý vị vẫn thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là uy lực, bát xuống sâu và mềm mại. Đây là ưu điểm đầu tiên. Phần bên trên là một quả trung âm với gân vải xếp tẩm dầu và hai cái râu dài được bảo vệ bởi lưới thép hoa dâu, nhìn rất sang trọng và rất đẹp. Và đồng thời phần trên cùng là một quả check can nổi tiếng của hãng JBL cũng được trang bị trên model CF120. Với phần công suất sở hữu ở ngưỡng 500W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy 96dB, rất mạnh mẽ. Tất cả cặp loa của nó còn nguyên zin và nó còn rất đẹp.
chúng ta quan sát phần phía sau lưng. Ở đây thì quý vị thấy được rằng phía sau lưng của cặp loa nó cũng còn rất là mới. Nguyên cái tem Serie Number còn đang là trắng, model CF120, có xuất xứ đến từ California, made in USA. Hai chấu đấu dây thông thường như các dòng loa khác, và chúng ta thấy được rằng trên cặp loa này nó được trang bị có tới hai cái cầu chì, một cầu chì bóng phía bên trên và một cầu chì ống phía bên dưới, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hệ thống loa khi sở hữu chất âm. Chúng ta mở ở những chế độ lớn và kết hợp cho karaoke. Hai ống hơi rất lớn thở về phía sau lưng. Đây cũng là một trong những model ở phân khúc Bass 30 có uy lực mạnh mẽ, được xếp nằm trong top đầu của hãng JBL đến từ Mỹ, và cũng là những model trong phân khúc Bass 30 sở hữu chất âm và uy lực mạnh mẽ hơn các dòng sạc WinVega cùng phân khúc tầm giá, thương hiệu đẳng cấp hơn, chất âm đẳng cấp hơn rất nhiều. Quý vị có thể thấy được rằng nó hoàn toàn xứng đáng với từng đồng tiền bát gạo mà khi chúng ta đầu tư để mua sắm cho mình những dàn nghe nhạc và kết hợp với karaoke trên những model như CF120 có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Phần trên cùng là bộ rè bao của hãng Lotte đến từ Hàn Quốc, do Hàn Quốc sản xuất cho khu vực của Mỹ và châu Âu. Bởi vậy nó sở hữu hai dòng điện áp 110/220V, được trang bị phần mặt bóng gương rất đẹp, và nguyên phần phía bên dưới chúng ta thấy rằng trên con công suất này được trang bị nguyên một cái mặt đồng hồ rất lớn và hai bộ đồng hồ vu vẩy cực kỳ là sang trọng. Bóng soi gương, hai hồi gỗ rất đẹp, chúng ta có thể đứng soi gương ở mọi vị trí trên bộ đề bao Lotte với model NA1500M và NA1500P. Sở hữu công suất ở ngưỡng lớn tới 650W, dư sức điều trị cho những cặp loa lớn khó đánh ở phân khúc Bass 40. Tích hợp đầy đủ những chế độ cho chúng ta điều chỉnh âm thanh ở chế độ tuyệt đối nhất trên bộ Lotte, như tôi đang giới thiệu chi tiết trước máy quay. Như vậy chúng ta thấy được rằng Comle, một bộ vừa nghe nhạc kết hợp lẫn karaoke trên cặp JBL nổi tiếng CF120, sở hữu uy lực mạnh mẽ cho những không gian phòng khách lớn. Quý vị có thể chơi được đa dạng các thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trữ tình hay nhạc bolero, hay nhạc hòa tấu hay nhạc sàn. Và đồng thời khi karaoke trên những cặp loa này, chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Và khi được kết hợp với những thiết bị phối ghép như tôi đang giới thiệu chi tiết trước máy quay, quý vị có thể thấy rõ được đẳng cấp và thương hiệu của dòng loa JBL hầu như ai cũng đã biết tới. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với một vài đoạn nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta lại thấy rõ được sự thể hiện cực kỳ là ngọt ngào, kèm theo uy lực mạnh mẽ với đặc trưng của những model được xếp hạng trong top đầu của hãng JBL đến từ Mỹ, trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Luôn dành cho những anh em với phong cách màu nẹ nhất, với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chỉ có ta thì dòng ngày.